Trước đây, việc giảm giá trường kỳ thường chỉ xảy ra đối với những thương hiệu, mẫu xe có doanh số kém. Tuy nhiên hiện nay, trái với thông lệ đó, các thương hiệu nổi tiếng hoặc những mẫu xe ăn khách cũng lao vào cuộc chiến giảm giá với tâm thế bảo vệ đến cùng vị thế của mình trên thị trường. Ngay từ đầu tháng 12, cận kề Tết Nguyên đán tận dụng thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng tăng cao, các hãng và đại lý tiếp tục tung những gói ưu đãi, giảm giá khá hấp dẫn cho nhiều mẫu xe. 1. Honda HR-V ưu đãi gần 150 triệu, Tại các đại lý, mẫu Cross Over cỡ C nhập khẩu Thái Lan hiện đang được ưu đãi với tổng giá trị là 150 triệu. Cụ thể, cả hai phiên bản L và ZS giá niêm yết 826 triệu và 871 triệu đều được giảm tiền mặt 15 triệu trừ thẳng vào giá, đồng thời khách hàng sẽ được tăng thêm gói phụ kiện trị giá hơn 100 triệu. Mức giảm này giúp HGV tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ Cross Over cỡ B như Kia Celtis hay Hyundai Creta. Cả hai phiên bản Honda hr 2022 đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5 turbo, sản sinh công suất cực đại 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ có khả năng tăng tốc gấp 1.5 lần so với động cơ cũ thế hệ trước, thậm chí nhỉnh hơn động cơ 1.8 của Toyota Corolla Cross hay 2 lít của Mazda CX-30 và bỏ xa các đối thủ như Kia Celtis 1.4 Turbo hay Hyundai Creator có động cơ 1.5. 2. Pajero ưu đãi gần 80 triệu. Sau 3 lần tăng giá trong năm 2022, trung tuần tháng 12, Pajero bất ngờ thông báo giảm giá 22 đến 60 triệu cho cho toàn bộ giải sản phẩm 2008, 3008, 5008 và Traveler đang phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, khách hàng mua một trong ba mẫu SUV bao gồm Pajero 2008, Pajero 3008 và Pajero 5008 sẽ nhận được giảm giá từ 22 đến 39 triệu cùng một năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi từ 12 đến 19 triệu. Bên cạnh đó, mẫu MPV 7 chỗ Peugeot Traveler Premium được ưu đãi cao nhất lên đến 80 triệu bao gồm ưu đãi giá 60 triệu và một năm bảo hiểm vật chất quy đổi 19 triệu. Hiện nay, tất cả xe Peugeot tại Việt Nam đều được lắp ráp trong nước. 3. Mazda CX-30 giảm gần 100 triệu Mazda CX-30 gồm 2 phiên bản Luxury, và premium đang có mức giảm tiền mặt lần lượt là 85 triệu và 91 triệu. Theo đó, giá niêm yết của hai mẫu xe này hiện còn 764 triệu và 818 triệu. CX30 là mẫu xe crossover cỡ nhỏ được nhập khẩu từ Thái Lan giống Mazda 2, thay vì lắp ráp trong nước như các mẫu xe khác của Mazda. Thiết kế của CX30 nhìn khá gần gũi với mẫu CX5, nhất là ở cụm lưới tản nhiệt. Các phiên bản CX30 đều sử dụng động cơ 2 lít máy xăng công suất 153 mã lực, mô men xoắn 200 Nm. Hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số 6 AT. Tại phân khúc SUV crossover cỡ B và B+, CX30 là mẫu xe có doanh số gần cuối bảng, xếp trên mẫu xe anh em CX3. Kết thúc tháng 10, chỉ có 120 xe CX30 bán ra, trong khi đối thủ trực tiếp Corolla Cross bán được tới 2089 xe. 4. Toyota Vios giảm 50% lệ phí trước bạn. Thời điểm hiện tại, các phiên bản Toyota Vios đang được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương ứng mức ưu đãi 36 triệu đồng cho khách mua xe từ ngày 7 đến hết ngày 31 tháng 12. Bên cạnh đó, nhiều đại lý Toyota cũng tặng thêm quà cho khách hàng mua Vios với giá trị 15 đến 20 triệu. Tại Việt Nam, Toyota Vios là mẫu sedan hạng B thường xuyên nằm trong top xe bán chạy. Mẫu xe hiện được phân phối 6 phiên bản cùng mức giá dao động từ 489 đến 630 triệu. Toyota Vios 2022 sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất cực đại 107 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Xe có các tùy chọn hộp số gồm hộp sàn 5 cấp và hộp số CVT 7 cấp số ảo hoặc 10 cấp số ảo dành cho bản GZS. 5. Hyundai Ersen giảm giá 28 triệu Một số đại lý của Hyundai đang chào bán Hyundai Ersen với mức giảm tiền mặt 28 triệu cho hai phiên bản AT số tự động. Như vậy sau khi được giảm giá, Mẫu sedan hạng B có giá lần lượt là 473 triệu và 514 triệu. Mức giảm nêu trên khiến Hyundai Accent trở thành mẫu sedan hạng B có giá hấp dẫn nhất phân khúc. Trong lần nâng cấp gần nhất, Hyundai Accent thay đổi thiết kế trẻ trung hơn, trang bị hiện đại hơn. Hyundai Accent 2022 sử dụng động cơ Kava 1.4 lít cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn tối đa 132 Nm kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.